Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì Car Center sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn về một chiếc RX350. Chiếc xe này có năm sản xuất là 2018 quý anh chị và các bạn nhé. 2018 đã lên bộ mâm lốp 2020 rồi. Odo thì 4 vạn mai, khoảng độ 6 vạn km quý anh chị và các bạn, chưa đến 4 vạn mai. Chúng ta cùng ngắm qua một chút về tổng quan cũng như là ngoại thất và nội thất của chiếc xe này quý anh chị và các bạn nhé. Về phần đèn thì ở đời này chúng ta, cái form đèn này chúng ta sẽ có từ cuối 15 đến đầu 20 quý anh chị và các bạn nhé. Đèn 3 bóng full LED, xi nhan chữ L ngược, một trong những cụm đèn rất là đặc trưng của Lexus, cũng như mặt ca lăng và logo chữ L. Bộ mâm la răng đời 2020 này, chúng ta có thể để ý là cái thiết kế nó đẹp hơn khá là nhiều nha. Nó được chăm chút và nhìn nó cũng sang hơn rất là nhiều so với đời trước. Nếu quý anh chị và các bạn nào mua chiếc xe này mà lăn tăn về vấn đề đăng kiểm thì quý anh chị và các bạn cứ yên tâm nhé, Car Center hỗ trợ cho quý anh chị và các bạn luôn. Xe là đăng kiểm còn rất là dài, đến tận tháng 5 2025 cơ. Mua về là chỉ được đi thôi. Về banh thì chiếc xe này hỗ trợ ngân hàng lên được đến tận 70% trong vòng 5 hoặc 6 năm quý anh chị và các bạn nhé. Đây là cụm đèn phía sau, cũng rất là đặc trưng của Lexus. Thiết kế rất là tinh tế, cảm biến sau này, logo này. Cốp thì chúng ta có sử dụng cốp điện. Đây để em bấm khóa cho quý anh chị và các bạn. Đây, cốp điện. Xe đã có cài auto lock, chúng ta chỉ cần đi ra xa hỏi xe mà mang chìa thì xe sẽ tự khóa quý anh chị và các bạn nhé. Toàn bộ phần cốp thì chủ xe đều đã trang bị lót thảm rất là xịn sò đây rồi, có lốp sơ cua ở dưới. Đó. Chúng ta có cả đây vách ngăn, tấm tre, rất là nhiều tiện ích. Vì là một chiếc xe gầm cao 5 chỗ của nhà Lexus nên là chúng ta sẽ có được cái khoảng không gian cốp rất là rộng rãi để đồ thoải mái vô tư. Chất lượng xe thì Car Center lúc nào cũng cam kết cho tất cả mọi người, quý anh chị và các bạn đến mua xe khi đến Car Center là xe không có đâm đụng, tai nạn hay là anh làm ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm xe, xe không có ngập nước hay là thủy kích, máy móc động cơ hộp số của chiếc xe hoàn toàn là nguyên bản đến tại thời điểm bàn giao xe cho quý khách hàng, quý anh chị và các bạn nhé. Cam kết bằng văn bản hợp đồng, bao check test hãng Lexus trên toàn quốc. Mà Lexus thì Nam có một cái, Bắc có một cái thì nó quá là yên tâm về vấn đề check hay là kiểm tra rồi. Nội thất của Lexus thì nhìn mở ra thôi, nhìn nó cũng rất là sang này, tinh tế này, nó không đến cái mức đơn giản đâu, nó cũng không cầu kỳ nhưng mà nhìn nó rất là có cái sự sang trọng luôn. Còn nếu mà quý anh chị và các bạn nào sử dụng Lexus quen rồi ấy, hãy để ý là có những cái nội thất nó có một cái mùi hương rất là đặc trưng luôn. Nếu quý anh chị và các bạn nào đang quan tâm chiếc RX350 ấy, thì tốt nhất là dành một chút thời gian ghé thăm cửa hàng để cảm nhận rõ nhất, chi tiết nhất cũng như là thực tế nhất về mẫu xe này, cũng như là cảm nhận về những cái giá trị cốt lõi và những cái điều hay ho mà chiếc xe này mang lại. Chúng ta có cửa gió hàng ghế sau này, táp ni cửa này, da của chiếc xe này là chiếc da nâu quý anh chị và các bạn nhé. Một trong những cái màu nội thất gọi là ăn tiền nhất trên những chiếc Lexus RX350. Ở trên những chiếc xe này thì chúng ta sẽ sử dụng hệ thống âm thanh McLavision quý anh chị và các bạn nhé. Trên RX300 thì chúng ta sẽ thiếu so với dòng này, đó là loa thường này, không có hắt kính này và một số option khác. Đây là những cái option tiêu biểu để em kể thôi. Xe thì cũng đã trang bị dán kính, trải sàn, cam hành trình trước sau rất là đủ. Chúng ta hãy cùng ngắm kỹ hơn một chút về phần bên trong nội thất của xe, như cái cần số này, những cái phím bấm, chi tiết nhựa, sạc không dây này, sấy ghế làm mát ghế, rất là đầy đủ tính năng luôn. Phanh tay điện tử, các cái chế độ lái địa hình, gài cầu. Đó, màn hình theo xe thì cũng màn hình theo xe nguyên bản rất là to nhá. Nếu mà quý anh chị và các bạn nào không quen thì nhìn tưởng màn độ cơ, tại vì màn nguyên bản của nó rất là ưng mắt rồi. Vô lăng thì có ốp gỗ, da cái ốp gỗ
Còn bây giờ thì em sẽ mở khoang động cơ của chiếc xe này cho quý anh chị và các bạn được nhìn nó rõ hơn cũng như là chi tiết hơn. Thật sự thì Lexus được mệnh danh là một trong những cái hãng xe sang và không tuổi, tức là những cái hãng xe sang mà có thể sử dụng được lâu nhất, bền nhất, thì trong số đó đứng đầu luôn là Lexus, một thương hiệu xe hạng sang, nguồn gốc bắt đầu từ Toyota. Đây là những cái thiết kế này, nó rất là gọn gàng, nhìn có phần thực dụng hơn so với khi mà chúng ta mở khoang máy của những chiếc xe Đức. Chúng ta nhìn vào những cái lỗ này này, những cái lỗ sắt xi từ nhà máy, lỗ đánh dấu, keo chỉ, thì Carcenter cam kết cho quý anh chị và các bạn bằng văn bản hợp đồng bảo đảm cho mình về chất lượng xe, cũng như là mình có thể check hoặc là test hãng tùy ý trên toàn quốc. Chiếc xe này thì Carcenter có hỗ trợ trả góp ngân hàng tối đa là được 70% giá trị xe, có thể là 5 hoặc 6 năm tùy vào hồ sơ cũng như tùy vào nhu cầu của quý khách hàng. Giá thì Carcenter đang chào bán ở một cái mức giá rất là hợp lý. So với thời điểm năm ngoái thì chiếc xe này có lẽ là trên 3 tỷ đồng, quý anh chị và các bạn cũng khó mà có thể mua được ở cái mức giá gọi là 3 tỷ. Còn năm nay thì tất cả các mẫu xe đều giảm giá rất là nhiều, cũng như là Lexus có form mới, thì chiếc xe này bây giờ để trải nghiệm chúng ta chỉ phải bỏ ra ở cái mức tiền nó cực kỳ là hợp lý thôi, chỉ có 2 tỷ 550 triệu đồng quý anh chị và các bạn nhé. 2 tỷ 550 triệu đồng để trải nghiệm một mẫu xe Lexus RX 350 rất là hay ho ở đây. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Carcenter, hoặc là để lại bình luận để Carcenter có thể nắm bắt được thông tin cũng như là tìm đến hỗ trợ tư vấn mình một cách nhanh chóng, tận tình nhất. Và luôn chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe cùng theo dõi những video clip tiếp theo. Em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ạ.